mọi người cứ đuổi theo con đi chậm lại thôi. Là tưởng là bạn là một học sinh cấp 2, cấp 3 phóng quá tốc độ. Hồi bé các bạn cùng lớp hay không cho chơi chung, trẻ con đi ra chơi chỗ khác đi chẳng hạn. Thì lúc đấy thằng khóc ré quay lại, thì lúc đấy mẹ mừng rồi, thằng này sống lại. Mình cứ sợ đằng sau nó sẽ như thế nào. Xin chào quý vị và các bạn. Cuộc đời mỗi người giống như một con thuyền ra khơi. Chúng ta không thể thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lái cánh buồm đi về phía trước. Đó cũng là câu chuyện kể của nhân vật ngày hôm nay, anh Nguyễn Văn Thắng. Thiếu tháng, mới được 7 tháng thôi mà tôi bị hạn chế hormone sinh trưởng so với mọi người. Sự hạn chế về chiều cao chưa bao giờ là rào cản khiến chàng trai nhỏ bé này ngừng tiến bước trong cuộc sống. Chào Thắng, và rất vui được đón chào bạn tại trường quay của hôm nay Ai Đến. Và như trong phóng sự vừa rồi chúng ta đã theo dõi thì có rất là nhiều những hoạt động trong cuộc sống thường ngày mà Thắng gặp khó khăn. Vậy thường những kết quả sau đó như thế nào? Ở nhà hoặc là cơ quan thì mình cũng đã chuẩn bị trước những chỗ lui tới để chuẩn bị ghế ở đấy, rồi là công cụ chế để mà sẵn sàng mà khi mà không vơi đến thì mà bắt trèo leo bắt ghế để đứng đấy, tức là luôn luôn sẵn sàng có một dụng cụ để hỗ trợ mình, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì đi ra đường thì sao? Đi ra đường thì đi xe thì hơi cao, cứ phải hạ yên hết cỡ. Với lúc mà dừng đèn đỏ đấy thì tụt xuống, đi tiếp thì lại trèo lên đi. Thấy Thắng như thế này thì mọi người xung quanh sẽ như thế nào? Có ai nhầm bạn là một học sinh cấp 2 hoặc là cấp 3 không? Có chứ. Nhiều hôm đi học, đi làm về phi hơi nhanh tí, hơi bốc tí. Mọi người cứ đuổi theo, con đi chậm lại thôi. Tức là tưởng là bạn là một học sinh cấp 2, cấp 3 phóng quá tốc độ, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì với chiều cao như vậy, đó có phải là rào cản đối với Thắng không? Con người mình thì càng ngày càng cao lên, còn mình thì càng ngày càng bé. Nhưng mà không sao, thì cái rào cản thì cũng có. Mà hồi bé thì các bạn cùng lớp thì chơi đùa thì nghịch ngợm, mà tuổi học trò thì hay không cho chơi chung. Nhưng mà thì đã thế thì mình khắc phục bằng cách là mình chế đồ chơi hay ho chẳng hạn, thì để thu hút bạn bè chơi cùng. Chiều cao thì có thể là rào cản với một số hoạt động, ví dụ như là chúng ta đã theo dõi trong phóng sự rồi. Rồi rào cản tâm lý với Thắng thì sao? Gia đình hay là bạn bè có hỏi thăm mày lấy vợ đi, rồi là yêu đứa nào, thì lúc đấy có một cái tự tin là kiểu liệu mình yêu một người bình thường hay là lấy ai đó người bình thường, thì liệu mình cứ sợ đằng sau nó sẽ như thế nào. Vậy đã có bao giờ một lời nói hay một ai đó đã khiến cho Thắng cảm thấy tổn thương, là câu nói mà có thể vô tình ác ý của các bạn cùng trang lứa ngày xưa không? Mày trẻ con đi ra chơi chỗ khác đi chẳng hạn. Vậy thì Thắng đã làm thế nào để có thể rút ngắn được khoảng cách so với mọi người?
để tự tháo bỏ rào cản của mình. Thì mình cố gắng thân thiện hơn với mọi người này, và chủ động giao tiếp chẳng hạn. Những cái đấy để giúp mình nó không bị mặc cảm với bản thân nữa. Thắng đã bao giờ suy nghĩ và có ý nghĩ rằng mình là một kém may mắn? May mắn thì thực ra là rất là may mắn. Hồi nhỏ mẹ kể là Thắng sinh ra chỉ có 7 tháng thôi. Và cái lúc sinh ra thì Thắng rất là yếu, chỉ chưa đến 1 cân. Trong quá trình thì nuôi thì mẹ hàng đêm cứ phải bế đi tìm bác sĩ thầy thuốc ở trong vùng, bởi vì rất nhiều lần Thắng bị chết non, thầy thuốc người ta bấm huyệt cái thì lúc đấy Thắng khóc ré lên. Quay lại thì lúc đấy mẹ mừng, ôi thằng này sống lại, sống lại. Tức là thằng đã trải qua rất nhiều lần như thế chứ không phải một lần. Đấy, trải qua lúc hồi nhỏ là mẹ kể như thế, rồi đến lúc lớn hơn chút nữa, trẻ con thì nghịch ngợm, đi tắm ao hồ thì suýt nhiều lần chết đuối. Nhưng cảm thấy mình bây giờ đúng là mình sống bây giờ là quá may mắn. Thắng là một người có cái nhìn rất lạc quan. Với tất cả những điều không may mắn bạn gặp được trong cuộc sống thì bạn đều nhìn nó dưới một con mắt rất là tích cực và cho rằng mình là một người may mắn. Và đó cũng chính là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các khán giả ngay bây giờ về những cơ duyên mà Thắng đã có được trong cuộc đời. Trong cái cuộc sống thì có nhiều cái cơ duyên. Mặc dù không được đào tạo bậc đại học một cách chính quy, nhưng cơ duyên trong cuộc sống đã đưa Thắng đến với ngành công nghệ thông tin. Lần đầu tiên Thắng được tiếp xúc với máy tính là khi trở thành học viên của Trung tâm Nghị lực Sống. Những lý thuyết và kỹ năng Thắng học được, những người Thắng đã gặp đã mang đến cho cuộc sống của chàng trai nhỏ bé này thật nhiều điều. Và cũng chính nhờ cái duyên với công nghệ thông tin ấy, Thắng lại gặp được một cái duyên khác trong cuộc đời. Thắng được nhận vào làm việc tại bộ phận IT của khách sạn Mường Thanh. Giờ đây, Thắng đã có một chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp. Với chàng trai này, quan trọng hơn cả vẫn là được theo đuổi niềm đam mê với công nghệ thông tin. Cơ duyên đến với mình, nó gắn liền mình với cuộc sống, thay đổi cái cuộc sống cho đến bây giờ. Trong phóng sự vừa rồi thì Thắng đã chia sẻ về những cơ duyên trong đời của mình. Nhưng lúc này thì tôi rất muốn hỏi Thắng cụ thể hơn, đó là những cơ duyên như thế nào? Và có những bước ngoặt nào trong cuộc sống của bạn? Đấy là năm lớp 9. Nghĩ là lúc đấy mình không, nếu mà không tốt nghiệp, không đậu lên cấp 3 thì liệu cuộc đời mình sẽ như thế nào? Thế thì trong lúc đấy thì Thắng ở trong vùng thì có anh Nguyễn Công Hùng, có hiệp sĩ công nghệ thông tin. Thì anh rất là giỏi máy tính lúc đấy, và anh ấy muốn giúp đỡ các bạn cùng hoàn cảnh trong vùng. Thế thì lúc đấy anh ấy muốn ngỏ ý muốn dạy lại máy tính, và Thắng thì đồng ý ngay, xin bố mẹ lên ở với anh Hùng, và từ đó học, vừa học cấp 3 rồi là vừa học máy tính. Ngày đó thì khi Thắng đến với anh Công Hùng, bạn có nghĩ đến tương lai của mình sau này không? Hay lúc đó bạn chỉ muốn là tìm một công việc hay tìm một môn gì đó để học để có công việc sau này? Lúc mà mình chưa học đến với máy tính ấy, thì mình lúc nghĩ là chỉ là mình cố học thêm máy tính và biết đâu sau này nhỡ có công việc gì đến máy tính thì sao, sau này mình làm chủ được máy tính. Đến bây giờ khi đã làm chủ được công nghệ thông tin thì bạn thích nhất điều gì với công việc công nghệ thông tin này? Điều thích nhất đấy là đầu tiên là mình phải công nghệ thông tin giúp mình
làm chủ được máy tính của mình ạ. Rồi là từ đấy mình có thể học được nhiều thứ, nhiều kiến thức hơn từ đây, bởi vì mình không được qua trường lớp như bao bạn bè, thì từ đây thì mình có thể bổ sung thêm những cái mà mình chưa được học đến. Và trong phóng sự vừa rồi cũng có nhắc đến rằng nhờ công nghệ thông tin mà Thắng đã có cơ duyên đến với công việc hiện tại. Vậy thì Thắng có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình như thế nào được không? Công việc của mình thì đang là chuyên viên công nghệ thông tin của tập đoàn Mường Thanh. Nếu như được chọn 3 từ để miêu tả về công việc này thì bạn sẽ miêu tả nó như thế nào? 3 từ ngắn quá, mình phải 5 từ đó. Được, nếu như bạn muốn. Đấy là những chiến sĩ thầm lặng. Những chiến sĩ thầm lặng. Bởi vì tại sao lại thế? Công việc của mình là đằng sau, đứng đằng sau sân khấu và chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị công các công cụ cho mọi người để làm việc. Vậy thì Thắng nghĩ rằng những cơ duyên mà Thắng tình cờ gặp được trong cuộc đời do đâu mà đến? Có thể là do mình thế này, mọi người gặp và yêu quý, muốn giúp đỡ chẳng hạn. Đấy chỉ là những suy nghĩ của bạn thôi. Còn lúc này thì chúng tôi rất muốn chia sẻ với tất cả các khán giả của Hôm Nay Ai đến lý do vì sao mà Thắng lại có được nhiều cơ duyên trong cuộc sống như thế. Và Thắng hãy lắng nghe những lời này nhé. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Thắng là tôi thấy đấy là một con người rất là vui tính. Ban đầu mình cũng thắc mắc một tí vào tại sao mà anh ấy thấp như thế. Ngày đầu tiên đi làm, anh thấy một bạn cứ ở dưới gầm bàn. Anh nghĩ là một cái bạn con của ai đến chơi thôi. Nhưng một lát ra thì mới biết đấy là bạn Thắng. Và thông tin là có một người nhỏ con như thế làm cùng mình. Khi mà vào Mường Thanh ấy, thì mình là nhân viên bé tuổi nhất trong phòng. Vào trong một môi trường mới rất là bỡ ngỡ, nhưng rất may là được gặp anh Thắng. Anh là một người anh đã hướng dẫn rất là nhiệt tình mọi thứ ở trong văn phòng. Ai có muốn gọi là giúp đỡ điều gì thì chỉ việc gọi đến anh Thắng. Anh Thắng sẽ luôn luôn, cho dù bận thì anh vẫn rất sẵn lòng. Về chuyên môn thì Thắng luôn có sự cầu tiến, học hỏi không ngừng, rất là nhiệt tình, không nề hà bất kể một công việc gì. Trong cuộc sống thì tôi rất bất ngờ là Thắng là một người cực kỳ tự tin luôn. Không bao giờ Thắng cảm giác là tự ti hay gì cả, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Mình cảm thấy rất là tự hào khi được công tác cùng một người mà có ý chí phấn đấu như anh Thắng. Em hy vọng là anh sẽ vẫn mãi giữ vững được ý chí và tinh thần như hiện tại. Lúc này cảm xúc của Thắng như thế nào khi nghe được những lời nhận xét của đồng nghiệp như vậy? Quả thật là rất vui, không ngờ là mọi người đón mình với một cách nồng nhiệt và giữ một quan hệ rất tốt. Mà Thắng có một điều may mắn nữa, đó là bạn có một nơi làm việc mà khiến bạn cảm thấy yêu nơi đó và yêu những người bạn làm cùng với mình. Đó là một điều vô cùng quý giá mà không phải ai cũng có được. Và mong rằng là trong tương lai thì Thắng sẽ còn tiếp tục có được cơ may được đồng hành cùng với team của mình để đi về phía trước, đúng không ạ? Còn các khán giả của chúng tôi, các bạn thấy thế nào? Thắng đã từ những hành động của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với những người đồng nghiệp và đem lại cho họ niềm vui. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thắng được nhận lại rất nhiều cơ duyên trong cuộc sống. Còn ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi lan tỏa điều tốt đẹp để có thêm nhiều người cho đi và có thêm nhiều người được nhận lại. Các em học sinh này chỉ mới học lớp 4, lớp 5, thậm chí có những bạn chỉ mới 6, 7 tuổi, vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa tiểu học. Thế nhưng những gì các em có thể làm lại không chỉ là học tập, vui chơi như mọi người vẫn nghĩ. Các em học sinh này có mặt ở đây từ rất sớm. Mỗi em đều mang theo những cuốn sách giáo khoa của năm học cũ. Thu thập sách giáo khoa và sau đó chuyển đến các em nhỏ ở vùng cao, cũng như là các em nhỏ có gặp các hoàn cảnh khó khăn.
những người bạn các em dù chưa một lần gặp mặt, ở những nơi mà các em chưa một lần đặt chân tới. Nhưng tất cả các em học sinh nhỏ tuổi tại sự kiện này đều háo hức vì những cuốn sách tưởng chừng như chỉ là một món quà rất nhỏ, nhưng lại là một tặng phẩm vô giá cho những bạn nhỏ đang không có điều kiện tiếp xúc với nguồn tri thức nhân loại này. Hệ thống giáo dục ngôi sao Hà Nội kết hợp cùng dự án sách yêu thương đã tổ chức hoạt động này. Chia sẻ là để yêu thương, hy vọng các em học sinh sẽ biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống. Hy vọng là sau này có thời gian thì thằng Lệ tiếp tục phát huy, giúp đỡ lại cộng đồng. Ngày hôm nay thì không phải chỉ có một mình chúng tôi ngồi đây và lắng nghe những gì mà Thắng chia sẻ. Vâng. Em chào chị Tú Anh, xin mời chị Tú Anh vào đây ạ. Là qua nói chuyện với chị Tú Anh một lúc mà mình sẽ hình dung được một thứ gì trong đầu. Hồi nhỏ thì Thắng rất là thích về sửa chữa những cái đồ lặt vặt, đồ điện nhà này, tự sửa chữa đồ chơi hoặc tự chế đồ chơi bằng điện. Thì lúc đấy mình ước mơ là thành một kỹ sư điện. Những ước mơ khi ấy cứ theo chàng trai nhỏ bé này lớn dần lên. Mỗi con đường Thắng đi đều có dấu chân của sự cố gắng không ngừng nghỉ. Có những giọt mồ hôi, có những sự hào hức và cả những sự hy vọng về một bức tranh tương lai nhiều màu sắc. Học đến cấp 3, lúc đấy Thắng mới nhận ra là công nghệ thông tin là cái tương lai của Thắng. Hạnh phúc trong cuộc sống với Thắng là một hành trình. Chắc hẳn phải có một nguồn năng lượng đặc biệt nào đó đã khiến chàng trai dù nhỏ bé này nhưng chưa từng dừng lại một phút giây nào, vẫn tiếp tục trên con đường khám phá những đích đến tiếp theo trong cuộc đời. Trong phóng sự vừa rồi thì đã nói rất nhiều về ước mơ của Thắng từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Những ước mơ đó khi thực hiện thì Thắng có gặp khó khăn gì không? Hiện tại thì vì mình cũng có một vốn kiến thức có hạn, thế là mình sẽ cố gắng học thêm, trau dồi kiến thức. Còn điều gì đến nay mà Thắng vẫn chăn trở? Ví dụ như nếu được lựa chọn thì bạn sẽ mong muốn được học thêm về lĩnh vực gì? Chắc chắn là mong muốn thì Thắng sẽ vẫn được nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho mình, để cho chuyên môn của mình chuyên sâu hơn. Chẳng hạn như là mình ước đi học và tiếp để lấy bằng công nghệ thông tin này, để thêm các chứng chỉ khác cho nghề, cho công việc của mình. Với cá nhân Thắng thì bạn còn có nuôi một mơ ước hay một mong muốn nào không? Tập tệ sở thích thêm. Nếu là Thắng của 5 năm trước thì sẽ là nhiếp ảnh, là nhạc cụ. Nhưng khi dần hiểu rõ chính mình, Thắng lại tìm thấy một điều để ấp ủ và theo đuổi. Mong muốn là sau khi có cái chuyên môn tốt hơn thì mình sẽ ra dạy thêm công nghệ thông tin, giúp đỡ lại các bạn cùng cảnh ngộ. Như Thắng đã từng chia sẻ, nếu như không có những mối duyên lành, không có những sự trợ giúp thì Thắng sẽ mãi chỉ là một cậu bé tí hon, không ước mơ, không cầu tiến. Chính câu chuyện của bản thân đã thắp lên trong Thắng mong muốn có thể tạo lập một nơi mà Thắng có thể truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh như mình. Thế nhưng đối với những người có khởi đầu đặc biệt như Thắng, chặng đường để thực hiện mong muốn phía trước rất cần những sự chia sẻ và đồng hành. Ngày hôm nay thì không phải chỉ có một mình chúng tôi ngồi đây và lắng nghe những gì mà Thắng chia sẻ. Và ngay bây giờ có lẽ là tôi sẽ mời vị khách này đến để cùng chia sẻ về sở thích của Thắng nhé. Vâng. Em chào chị Tú Anh, xin mời chị Tú Anh vào đây ạ. Chị. Vâng, xin mời chị ngồi đây ạ. Dạ vâng. Có lẽ lúc này là chị Tú Anh có thể giới thiệu một chút về mình để bạn Thắng có thể biết hơn về chị được không ạ? Chị tên là Tú Anh. Yeah. Vừa mới xong chị có nghe em nói rằng là Thắng đang quan tâm đến những bạn mà cũng có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi, không được như những các bạn khác. Kiểu em đang hoang mang, chưa đang đắn đo, biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Chị sẽ giúp. Dạ. Để bắt đầu thì Thắng phải biết là Thắng hướng đến cái nhóm đối tượng nào thì những bạn đó sẽ có chung một cái mối quan tâm, sẽ có chung một cái nhóm nhu cầu, những nhu cầu nhất định. Và Thắng tìm cách giải quyết cái nhu cầu
của các bạn đó trong cái cộng đồng mà Thắng hướng tới. Đấy là việc đầu tiên Thắng phải nghĩ đến. Cái điều thứ hai thì Thắng cần phải biết là cái điểm mạnh nhất của Thắng là gì. Thế nói cho chị biết điểm mạnh nhất của Thắng là gì. Điểm mạnh nhất ở... hành động nhanh hay là thích hay là hòa nghiên đồng cứu với bạn bè, đam mê nghiên cứu, hay là thích các hoạt động xã hội, enjoy với bạn bè. Thắng làm cái gì mà Thắng cảm thấy là trong mình thấy là hưng phấn nhất, thích thú nhất, vui vẻ nhất. Thắng gì? Câu hỏi này nghe bây giờ có vẻ rất là khó đúng không? Và chắc chắn là trong tương lai thì chắc là chị Tú Anh sẽ dành nhiều thời gian cho Thắng để Thắng có thể hiểu được về chính mình. Và chị Tú Anh có cách nào để giúp cho Thắng có thể hiểu được về chính mình, hiểu về điểm mạnh của mình? Để mà biết được cái điểm mạnh của mình, cái năng lực sở trường của mình ấy, thì Thắng cần phải thử. Thắng hãy làm những cái công việc rất là khác nhau. Chị biết là Thắng yêu công nghệ thông tin và Thắng đang làm với công nghệ thông tin. Thắng có thể làm quản trị hệ thống, Thắng có thể làm... làm việc với phần cứng. Nhưng Thắng hoàn toàn có thể lập trình. Thắng đã thử lập trình bao giờ chưa? Thắng chuẩn bị đi học. Chuẩn bị đi học về lập trình. Thì học bây giờ nó có rất nhiều cách. Thắng có thể học từ sách vở, có thể học trên internet. Thắng có thể đến trường, có thể học được từ bạn bè và những cái người cố vấn cho Thắng. Thế và khi mà Thắng học thêm được một cái gì đó thì Thắng nên thực hành với cái điều, những cái kiến thức mà mình học. Thế và trong quá trình thực hành đấy, mình làm, mình sai rồi mình lại sửa rồi mình lại cải tiến, thì mình sẽ hiểu được rằng là mình giỏi cái gì nhất. Thì khi đấy Thắng sẽ tìm thấy là mình giỏi cái điều gì nhất, cái sở trường của mình là gì. Thì mình tập trung vào khai thác cái thế mạnh đấy, thì mình sẽ tạo được ra một cái công việc, một cái dịch vụ hoặc một cái hoạt động mà rất ít người làm được giống mình. Và với những định hướng ban đầu như thế của chị Tú Anh thì Thắng cảm thấy thế nào? Quả thật là qua nói chuyện với chị Tú Anh một lúc mà mình hình dung được một thứ gì đấy trong đầu. Và không phải chỉ có một buổi gặp gỡ ngày hôm nay đâu, chị Tú Anh đã hứa rằng sẽ còn đồng hành và hỗ trợ bên cạnh Thắng. Khi bạn có bất cứ câu hỏi nào hay thắc mắc nào thì chị Tú Anh sẽ luôn ở bên cạnh và giải đáp mọi thắc mắc. Và không chỉ có vậy thì ngày hôm nay chị Tú Anh còn một món quà nữa dành cho Thắng. Hôm nay thì cũng chị nghĩ đấy là một cái duyên. Trước khi đến đây thì chị không biết rằng là Thắng rất là thích đọc sách. Thế nhưng mà chị lại mang đến đây một cái cuốn sách. Ngoài cái cuốn sách này tặng cho Thắng ngày hôm nay thì chị còn có một cái chương trình là cố vấn. Chị sẽ mời những cái người mà liên quan đến những vấn đề mà Thắng quan tâm, Thắng muốn tìm hiểu, Thắng chưa biết. Những người đấy sẽ giải đáp cho Thắng. Đây là cuốn sách mà chị em rất là cảm ơn. Và chắc chắn rằng là câu chuyện của chúng ta sẽ còn kéo dài nữa chứ không phải chỉ gói gọn trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Thắng ngày hôm nay đã đến đây và chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn chị Tú Anh đã đến đây và truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Và rất cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Còn bây giờ đã đến lúc mà chúng tôi phải nói lời tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Hy vọng câu chuyện về chàng trai nhỏ nhắn nhưng luôn không ngừng mơ ước lớn Nguyễn Văn Thắng ngày hôm nay đã truyền cảm hứng cho các khán giả của Hôm Nay Ai Đến. Và hãy cùng tham gia một tương tác rất thú vị với chúng tôi, cùng đoán xem chàng trai tí hon này còn có những tài lẻ đặc biệt nào nhé. Một khán giả trả lời đúng và may mắn sẽ nhận được phần quà từ chương trình.